Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lato Z, mình là Duy View. Và bên cạnh đây thì anh em thể thấy ngay là chúng ta có hai mẫu sản phẩm trong phân khúc tầm trung Legend 5 Pro với phiên bản Intel rồi AMD với mức giá chênh lệch nhau khoảng vài triệu đồng. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng mình tìm hiểu xem là cái sự khác biệt giữa hai cái mẫu sản phẩm, hai cái phần cấu hình này và những điểm khác biệt giữa hai phiên bản này. Và trong cái cùng phân khúc giá thì anh em nên chọn phiên bản nào cho phù hợp với túi tiền nhất. Thì đấy, chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay sau intro. Anh em đừng quên rằng là nếu có thể là tham khảo Lenovo Legend 5 Pro, có thể tham khảo tại laptopz.vn. Mình sẽ để dưới phần mô tả mức giá ưu đãi nhất. Và đặc biệt như kiểu phiên bản Intel này, phải order trước mới mua được anh em ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau intro. Đầu tiên thì sẽ điểm qua một chút về mức giá và cấu hình tại cái thời điểm mình làm video ấy. Thì Legend 5 Pro Intel này có mức giá là 43 triệu cho cấu hình cụ thể là Core i7-12700H với 16 nhân và 20 luồng, đi kèm với đó là 16GB RAM DDR5, 512GB SSD và có phiên bản 1TB SSD nữa, cùng với đó là RTX 3060 và màn hình 2K 165Hz. Phiên bản AMD thì cũng có hầu hết những cái trang bị tương tự, chỉ khác là chúng ta sẽ có Ryzen 7 6800H với 8 nhân 16 luồng và RX 6800M. Có thể thấy qua là chúng ta có rất nhiều nhân và luồng ở Intel Core i7. Và chúng ta sẽ nói qua một chút về thiết kế của hai sản phẩm này. Sản phẩm của Legend 5 Pro AMD hay là Intel thì nếu mà bạn ở trên đây, bạn nhìn thấy đây ấy, thì nó không khác gì quá là nhau. Ở đây thì chúng ta thể thấy ngay là có một cái mặt lưng là sẽ có sự khác biệt khi mà mặt lưng của Lenovo Legend 5 Intel ấy, phiên bản mình đang có đây là của US nhé, của Mỹ, thì là sẽ chỉ có cái phần chữ Legend được tráng gương ở đây thôi. Còn phiên bản nội địa Trung Quốc thì có một cái thiết kế giống năm trước, vẫn có logo Mercedes đấy. Thì nhiều anh em sẽ thích cái logo phát sáng này hơn vì nó cá tính hơn. Mình thì thích cái logo đơn giản hơn của phiên bản Intel. Thì đấy, tùy là anh em. Tiếp đến là về cân nặng và tính di động ấy. Thì đương nhiên hai chiếc máy này dùng chung một khung máy, chỉ khác mỗi mặt lưng thôi. Cân nặng đều là 2,5kg, đều làm từ nhôm anh em ạ. Vì vậy nên là cái chất lượng hoàn thiện thì nó rất là chắc chắn. Đều có được cái hiện tượng gọi là flex, thì ở mặt chiếu nhìn tay lẫn mặt lưng đều rất là ít và không thể nói là gọi là có xảy ra được. Nói chung hoàn thiện vẫn 10/10. Những cái khớp nối xung quanh cổng kết nối rồi mặt D và mặt C nó làm rất là khớp với nhau, không có điểm gì để chê cả. Bản lề cũng thế, bản lề trông thì nhỏ nhắn xinh xắn thế thôi nhưng nó gập mở rất là chắc chắn, anh em có thể gửi máy một tay được. Và quan trọng hơn hết đấy là anh em có thể giữ cái phần bản lề một góc rất là sâu, chứng tỏ là một cái chiếc máy có chất lượng về bản lề giữ là rất là chắc chắn, một điểm cộng rất là lớn đúng không, về thiết kế lẫn là cái chất lượng hoàn thiện. Mà nói chung qua là để nói trước nó là thắng ấy, thì không có đâu, tại vì nó chỉ khác mỗi là Intel và AMD thôi. Vậy thì chúng ta sẽ nói thêm một chút về những yếu tố khác như là màn hình thì sao. Màn hình thì đều dùng chung một cái tấm nền, nhưng mà có điểm khá là kỳ lạ là mình đều đo đều là 2K 16:10 165Hz nhá. Nhưng mà phiên bản Intel ấy thì nó sẽ có cái màn hình sáng hơn một chút, khoảng 50 nits so với màn hình của AMD. Nhưng nói chung là đều khoảng dao động trên kiểu 500 nits, nghĩa là cộng trừ khoảng 50 nits ấy. Thì mình thấy là độ sáng này thì nó vẫn rất là đủ dùng. Phiên bản Intel hay AMD thì nó đều sáng như nhau, đều rất là sáng. Phổ màu thì nó đều là 98% sRGB thôi, 77% Adobe. Và độ tương phản lẫn độ sai màu là gần như không giống nhau, không khác nhau quá là nhiều. Đấy, thì nói chung là về màn hình giống nhau. Nhưng mà sang đến cổng kết nối thì lại có một sự khác biệt nho nhỏ ở đây. Đều có 3 cổng USB-A, đều có RJ45, HDMI, cổng nguồn, jack combo tai nghe 1.5, đều có khe gạt webcam bảo mật. Nhưng mà cái cổng USB-C ấy, thì trên Intel ấy, sẽ được trang bị một cổng Thunderbolt, còn với AMD thì đương nhiên là không có rồi. Nói chung nhìn qua về cổng kết nối thì anh em thấy là cái điểm chênh lệch ở Intel là thường nó sẽ bằng cổng kết nối Thunderbolt. Tùy với anh em thôi, anh em mua thì có nhu cầu dùng đến Thunderbolt thì hãy cân nhắc tới. Còn mình thấy là đại đa số anh em không dùng đến Thunderbolt nhiều lắm. Chúng ta sẽ nói về cái khả năng nâng cấp. Thì khả năng nâng cấp ý, thì cả hai chiếc máy này đều được có hai khe RAM DDR5 và hai khe M2 NVMe. Và đặc biệt là cả hai chiếc máy này đều không hỗ trợ chạy RAID anh em nhé. Nhưng anh em muốn mua chiếc máy này để phải chạy RAID 0, RAID 1 thì cả chiếc máy này đều không hỗ trợ. Cái thông tin này mình cũng mới đọc được ở trên trang chủ giới thiệu sản phẩm của hãng thôi. Vì vậy nên anh em mua phải lưu ý một chút. Còn về cái phần test game, test hiệu năng thì sao? Lúc nãy chúng ta nói về cấu hình rồi, chỉ khác mỗi là năm nay Intel Gen 12 Ryzen 6000. Và mình test game ấy, mình sẽ đi kèm với việc là bật tính năng là Max Switch, nghĩa là tắt đi cả đồ họa onboard. Cùng với đó là mình sẽ bật chế độ hiệu năng Max Performance tối đa. Và cùng với đó nữa là chúng ta sẽ dùng cái driver VGA đi theo máy. Tại vì là chiếc 5 Pro AMD này thì mình chưa cài được cái driver VGA mới nhất, mà nó chỉ nhận cái driver đi theo máy thôi. Thì đấy, khi anh em mua về thì hãy tốt nhất là chưa nên update driver VGA vội. Và chúng ta sẽ test qua với 3 tựa game như là CSGO, Final Fantasy, rồi Shadow Tomb Raider để xem là chiếc máy này thể hiện ra sao nhé. The season's coming
go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Chung lại thì anh em có thể thấy về cái đầu tiên là về hiệu năng ấy, thì anh em có thể thấy ngay cái sự chênh lệch rõ ràng và mình cũng không cần nhấn mạnh quá là nhiều. Con số nó cũng đã nói lên hết tất cả rồi. Còn về mức nhiệt độ thì anh em cũng có thể thấy luôn rồi, chắc là mình đã xét không để làm gì nữa. Thì bây giờ khi anh em mua chiếc máy này về, cái sự cân nhắc về chênh lệch hiệu năng anh em có thể tự đưa ra được kết luận rồi. Hiệu năng rất là nhiệt độ. Đấy. Thì về tiếp theo mình sẽ test qua với cả Spec Reaper 13 ấy. Thì cái bài test về cái phần gọi là làm đồ họa cho anh em nào làm cap, làm solid work, làm 3D Max, Maya vân vân mây. Như về mảng làm việc ấy, thì nói chung là mình thấy cái chênh lệch không quá là nhiều, vì cái bài test này nó thường có sự chênh lệch nhiều ở phần VGA là chính thôi. CPU nó không tác động quá là nhiều đâu. Tất nhiên nó có sự tác động gọi là nhẹ nhẹ, nhưng nói chung là mình thấy là cũng không quá nhiều để cân nhắc đâu. Anh em mua làm đồ họa thì lấy phiên bản AMD cũng ok. Còn có một cái điểm anh em cần lưu ý là về nhiệt độ, thì cái phần PL1 của con Intel ấy, nó lên đến gần 110W điện khi mà pick cái bậc hiệu năng lên khoảng 100 độ C. Còn với phiên bản AMD thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó pick khoảng 90 đến 95W thôi. Thì nó pick đến 100 độ C thì nó ăn ít điện hơn khá là rõ rệt. Và để phát huy được cái hiệu năng tối đa của 16x20 luồng thì anh em cũng phải xét để đánh đổi là khi anh em mua phiên bản Intel, khả năng là ăn nhiều điện hơn và nó nóng hơn là chuyện đương nhiên. Và mình nghĩ là tại hiện tại ấy, với cái câu chuyện là điện với cả nhiệt, anh em mà lo về vấn đề đấy thì nên cân nhắc phiên bản AMD nhiều hơn, tại vì là nó ít nhân ít luồng hơn, thế nên là điện nó cũng tiêu thụ ít hơn, và đặc biệt là tiến trình sản xuất nó chỉ là 6 nanomet thôi. Thì đấy, anh em sẽ cân nhắc về vấn đề này nhá. Còn giữa chênh lệch khoảng 3-4-5 triệu gì đấy cho hai phiên bản này ấy, thì mình nghĩ là sẽ tùy vào anh em xem là cái mức hiệu năng em cần nhất thiết ấy, là con nào ngon hơn đấy. Còn có một điểm mà mình quên chưa có gọi là đề cập, đấy là cái vấn đề bàn phím. Bàn phím thì năm nay như phiên bản AMD mình có đấy thì là LED đơn sắc, còn với phiên bản Intel ấy, thì mặc định là có RGB luôn. Thì khi anh em mua về anh em hãy cân nhắc một chút, tại vì là phiên bản AMD nó sẽ có những tùy chọn nhé. Thế là mua thì hỏi kỹ người bán là có RGB hay là có LED đơn hay không. Phiên bản Intel cũng thế. Vì vậy nên là lúc mua thì hãy cân nhắc. Còn tổng kết lại, năm nay chênh lệch số tiền là cũng tương đối lớn cho hai phiên bản này. Và hiệu năng lẫn nhiệt độ hay những yếu tố đi kèm thì mình thấy là không khá khác nhau quá là nhiều đâu. Đặc biệt là với giá tiền chênh lệch này thì cũng khá đáng để suy nghĩ.
Còn anh em thấy sao? Với mình thì chắc là mình sẽ lấy phiên bản AMD cho nó tiết kiệm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại trong những video sau. Và nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy like, share, subscribe cho channel của Laptop AZ. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video sau.